Gì đây? Hello mọi người. Hello mọi người trong livestream. Mọi người ơi, có ai thấy mình không? Mọi người thấy mình, mọi người comment lên nha. Hello, em chào anh Việt. Hello anh Việt nè. Hello mọi người. Hello, hello. Hello mọi người. Chào siêu mọi người trong live nha. Mọi người ơi, mọi người thấy mình, mọi người comment lên đi. Có ai thấy mình không? Mọi người ơi, mọi người comment cho mình chào mọi người nè. Hello anh Hùng Nghiệp nha. Em chào anh Hùng Nghiệp nè. Hello mọi người. Mọi người ơi, ai thấy mình, mọi người comment lên nha. Hello. Hello, xin chào. Nhá siêu. Hello mọi người. Mọi người ơi, mọi người thấy mình, mọi người comment lên nha. Hello Chi Phạm luôn nè. Hello mọi người. Mọi người ơi, mọi người thấy mình, mọi người comment nha. Mọi người comment lên để mình view lên một tí, mình chơi mini game nè. Mình sẽ tặng về cho mọi người nha. Hello. Mọi người ơi, mọi người thấy mình, mọi người comment nhiều lên đi. Anh mua cái gì vậy anh Sơn ơi? Anh mua cái gì? Hello mọi người. Kính đẹp không? Kính này là nam nữ gì đeo cũng được nha. Kính thời trang như mọi người. Lâu quá mới gặp Huyền. Một tiếng hả? Một tiếng hay là 2 tiếng? Kính nam có không bé? Dạ có ạ. Có cả kính nam và kính nữ nha anh ơi. Đợi Huyền một tí, lát nữa Huyền lên kính cho anh nha. Em chào anh Sơn Nguyễn này. Rồi Hello anh. rồi nó cán rồi kìa. Hello anh Sơn nha. Hello mọi người trong livestream. Mọi người ơi, mọi người thấy Huyền, mọi người comment lên đi. Và mọi người share livestream vào 10 hội nhóm cộng một lần anh cần đặt mua. Ok anh Sơn. Vậy anh Sơn nhắn tin vào quay đi để em tư vấn kính cho anh nha. Chia sẻ 25 nhóm rồi em ơi. Thật không? Có thật không? Thật là chia sẻ 25 nhóm rồi không? Mọi người ơi, bây giờ mình bắt đầu chơi mini game nha. Mọi người sẽ share livestream vào 10 hội nhóm. Share livestream vào 10 hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân để mình chơi mini game nha. Chào anh Đức Phương này, anh Sơn ơi. Anh Sơn muốn mua kính như thế nào ạ? Phải túc túc không? Không phải, em là em của túc túc nha chú ba ơi. Có thật chứ à? Rồi ok, vậy thì tí mình chơi mini game nha. Không phải túc đâu, anh cần mua kính xếp. Đó. Kính gấp này đúng không anh Sơn ơi? Kính gấp ở bên liền thì có mẫu này nha, có mẫu Ray-Ban này nè. Có, chỉ còn là màu trà này thôi. Mẫu này phải không anh Sơn? Kính gấp thì bên liền chỉ còn đúng màu trà này thôi nha. Cẩn thận tụt áo em ơi, không tụt đâu anh ơi, yên tâm nha. Cảm ơn anh đã quan tâm, không có tụt đâu. Hello AQ luôn nè. Hello mọi người trong livestream. Mọi người ơi, mọi người thấy mình, mọi người comment lên. Anh Sơn lấy cái này đúng không anh Sơn? Anh Sơn lấy cái này thì anh Sơn comment cho Huyền là kính gấp. Kính gấp cộng số điện thoại của anh Sơn để Huyền chốt đơn cho anh Sơn nha. Kính gấp cộng số điện thoại nha anh Sơn ơi. Em chào anh Thành Nhẫn luôn. Hello anh. Anh cảm ơn cho Huyền là kính gấp cộng số điện thoại của anh để Huyền chốt đơn cho anh nha. Anh đặt mua 2 cái. Vậy thì anh cảm ơn cho Huyền là 2 cái kính gấp. 2 cái kính gấp cộng số điện thoại nha, 250 ngàn một cái. 2 cái 500 nha. Được free ship. Anh mua 2 cái có hóa đơn là 500 là anh sẽ được free ship nha. Huyền sẽ ship hàng tận nhà cho anh. Anh cảm ơn cho Huyền là 2 kính gấp cộng số điện thoại để Huyền chốt đơn cho anh nha. Kính gấp này nó chỉ còn 1 trà thôi. Rồi, mọi người ơi, mọi người thấy Huyền, mọi người comment lên đi. Anh Sơn comment cho Huyền là 2 chiếc kính gấp cộng số điện thoại nha. Hello Ngọc Hân nè.
Hello Ngọc Hân nha. Chào em. Hello mọi người trong livestream nè. Trứng bào sắp. Là sao anh Sơn ơi? Anh Sơn nhớ chia sẻ livestream để được giảm 50 nha. 500 ngàn giây còn 250, 2 cái là 500 nha. Rồi mình bắt đầu chơi mini game này mọi người. Mọi người phải xem livestream vào 10 hội nhóm cộng 1 lần lên trang cá nhân để ở chế độ công khai rồi mới được chơi mini game nha. Quy luật của chơi mini game mọi người phải xem livestream. Bên Huyền có hệ thống kiểm tra nên là các bạn phải xem livestream trước khi trả lời đáp án nha. Cái gì nhà nào cũng có hả mọi người? Cái gì nhà nào cũng có đây? Chừng nào ra hàng? Ái sơ đây, nếu như mà ở Hồ Chí Minh là 1 đến 2 ngày, 1 đến 2 ngày là anh sẽ nhận được hàng. Còn ở ngoài tỉnh á thì sẽ là 3 đến 4 ngày anh nhá. Anh ở Hồ Chí Minh là 1 đến 2 ngày thôi ạ. Trong ngày hôm nay hoặc là ngày mai là bên em sẽ ra hàng cho anh. Câu hỏi ngày hôm nay đó là cái gì nhà nào cũng có. Mọi người sẽ livestream vào 10 hội nhóm cộng 1 lần lên trang cá nhân để ở chế độ công khai và trả lời câu hỏi ngày hôm nay. Cái gì nhà nào cũng có hả mọi người? Cái gì nhà nào cũng có đây? Cái gì nhà nào cũng có? Kem đánh răng chưa đúng nha anh Hiệp ơi. Anh Hiệp nhớ phải xem livestream đi nè. Xem livestream mới được chơi mini game nha anh Hiệp ơi. Chào Thúy Nhật luôn, Thúy Nhật ơi, xem livestream và chơi mini game em nhá. Khăn tắm chưa đúng nè chị Ngọc Anh ơi. Chị Ngọc Anh nhớ phải xem livestream vào 10 hội nhóm cộng 1 lần lên trang cá nhân thì mới có quyền chơi mini game nha mọi người. Mọi người phải xem livestream trước khi comment đáp án thì mọi người mới được chơi mini game nha. Kem đánh răng à? Kem đánh răng chưa có đúng nha. Cái bát cũng chưa có đúng nè. Hải Đăng Nguyên ơi, chị chốt cái nào vậy ạ? Có khi là bên em gọi điện mà chị không nghe máy nhá, bởi vì là bên em bán hàng ngày nào là sẽ gọi điện chốt đơn ngày đó luôn. Nhiều khi là một là sai số, gọi hai là chị bên em gọi điện mà chị không nghe máy á. Chị chốt lại cho em nhá. Nãy hôm bữa là chị lấy mã nào vậy ạ? Bây giờ chị chốt đơn lại cho Huyền nha. Rồi mọi người chia sẻ livestream và 10 hội nhóm cộng 1 lần lên trang cá nhân để ở chế độ công khai và cầm bàn đáp án đi. Cái gì thế nào cũng có. Chị Hải Đăng Nguyên cho số điện thoại cộng kiểm tra đơn. Chị Hải Đăng Nguyên ơi, chị cầm bàn lại số này để Huyền trộn kiểm tra đơn cho chị nha. Chị cầm bàn lại số này cho Huyền nha. Bàn chải đánh răng chưa có đúng đâu. Mọi người tiếp tục cầm bàn phải xem livestream vào 10 hội nhóm cộng 1 lần lên trang cá nhân mới được chơi mini game nha mọi người. Cái giường chưa đúng này, cái chén cũng chưa đúng, cây bút bi cũng chưa đúng luôn, nước lại càng chưa đúng nha Ngọc Anh ơi. Ngọc Anh sẽ livestream vào 10 hội nhóm và 1 lần lên trang cá nhân thì mới được chơi mini game nha Ngọc Anh ơi. Mọi người phải sẽ livestream vào 10 hội nhóm cộng 1 lần lên trang cá nhân nè. Lại bút cũng vậy nha, nhớ sẽ livestream nha mọi người. Mọi người phải để ở chế độ công khai nha. Cái gì nhà nào cũng có đây? Hải Đăng Nguyễn cho dấu ngọt rồi kìa. Rồi để em kiểm tra đơn cho chị Hải Đăng Nguyễn nha. Cái lược cũng chưa đúng nha. Lành Nguyễn ơi, nhớ xem livestream vào 10 hội nhóm cộng 1 lần lên trang cá nhân. Mọi người phải thực hiện đủ các bước thì mới comment nha. Mới comment và mới được nhận quà. Mọi người mà không comment như vậy là sẽ không được nhận quà đâu nha. Cái Minh cửa Đức, Minh Đức, Lan Nguyễn, Hoàng Anh chưa chia sẻ livestream là không được chơi game đâu nha. Minh Đức, Lan Nguyễn với Hoàng Anh là chưa chia sẻ livestream là không được chơi mini game đâu nha. Mọi người phải xem livestream vào 10 nhóm cộng 1 lần lên trang cá nhân để ở chế độ công khai thì mọi người mới được chơi mini game và mới được nhận quà bên Huyền nha. Quà ngày hôm nay Huyền sẽ tặng cho mọi người đó là một chiếc kính gô xì nam nữ đều đeo được. Đây nha. À, Ngọc Hân ơi, cái nóc nhà chưa đúng nha chị ơi. Rồi Huyền sẽ đeo chiếc kính này lên cho mọi người xem. Phần quà ngày hôm nay Huyền tặng cho mọi người đó là một chiếc kính Gucci mặt vuông như thế này, cực kỳ là đẹp, cực kỳ là thời trang luôn. Kính này là nam đeo được, nữ đeo được cho mọi người. Kính này thì có giá là 350 ngàn. 350 ngàn sẽ dành tặng cho bạn nào xem livestream vào 10 ở nhóm cộng 1 lần lên trang cá nhân để ở chế độ công khai và trả lời đúng câu hỏi ngày hôm nay. Ok là anh Huyền nè. Ngọc Hân ơi, nhớ chia sẻ vào 10 ở nhóm cộng 1 lần lên trang cá nhân mới chơi mini game được em nha. Cái gì nhà nào cũng có đấy hả mọi người? Cái gì nhà nào cũng có? Cái gì nhà nào cũng có đấy mọi người ơi? Cái gì nhà nào cũng có? Cái gương chưa có đúng này. Cái gương chưa có đúng nha. Cái gương chưa đúng, cái giường chưa đúng, cái chổi chưa đúng luôn. Chưa đúng nha mọi người ơi. Rồi, mọi người xem bạn nào sẽ may mắn nhận được quà ngày hôm nay đây ạ.
Bạn nào sẽ may mắn nhận được quà ngày hôm nay đây? Em chào anh Chí Phạm nha. Cái nóc nhà chưa có đúng nha. Cái quạt cũng chưa có đúng này, cái khăn mặt cũng chưa đúng nha. Cái nhà chưa đúng nha mọi người. Rồi mọi người ơi, mọi người xem livestream nha. Like Nguyễn xem livestream rồi. Anh Hoàng Hải ơi, nhớ phải xem livestream nha. Hình như anh chưa xem livestream nha. À Hiền Quân ơi, cái nhà chưa đúng này, cái bát chưa đúng này, cái cửa chưa đúng nha. Tuyên Trình ơi, Tuyên Trình nhớ xem livestream và 10 nhóm cầu một lần lên trang cá nhân để chơi mini game nha. Cái gì nhà nào cũng có đây hả mọi người? Cái gì nhà nào cũng có đây. Mọi người phải xem livestream để ở chế độ công khai mọi người mới được nhận quà nha. Cái toilet cũng chưa có đúng này anh Sơn ơi. Anh Sơn có lấy hai chiếc kính gấp không? Cái nóc cũng chưa đúng này Triệu Trân ơi. Anh Triệu Trân chưa xem livestream, nhớ xem livestream nha anh. Không xem livestream là sẽ không được chơi mini game đâu ạ. Cái xoang cũng chưa đúng nha Lai Nguyễn ơi. Cái xoang chưa có đúng nè. Cái xoang chưa có đúng nha. Tiền cũng chưa đúng luôn Lai Nguyễn ơi. Tiền cũng chưa đúng nè. Cái cửa chưa đúng nha, cái cửa cũng chưa đúng nha anh Phúc Phan ơi. Anh Phúc Phan xem livestream và 10 nhóm cầu một lần lên trang cá nhân để chơi đồ để được nhận quà nha. Sao hôm nay lại chuyển qua giọng Bắc rồi? Hôm bữa là chị Túc Túc còn hôm nay là em mà. Hai người khác nhau mà anh. Người cũng chưa đúng này, cái hướng chưa đúng nha anh Minh Nguyễn ơi. Anh Minh Nguyễn nhớ xem livestream và 10 nhóm cầu một lần lên trang cá nhân để được chơi mini game nha. Không xây là sẽ không được chơi mini game, không chơi là không được comment đâu nha mọi người. Comment em cũng sẽ không tính kết quả cho mọi người đâu. Ổ điện cũng chưa đúng nha Lai Nguyễn ơi. Cái hướng cũng chưa đúng nè. Mọi người ơi, mọi người tiếp tục comment đi ạ. Mọi người tiếp tục comment đi nha. Nhớ về xem livestream nha. Xem livestream và 10 nhóm cầu một lần lên trang cá nhân để ở chế độ công khai. Món quà ngày hôm nay Huyền tặng cho mọi người đó là một chiếc kính Gucci full nộp full can bảo hành 3 tháng cho mọi người luôn. Quà nhưng mà vẫn giao hàng tận nhà và được bảo hành 3 tháng bình thường nha mọi người. Chiếc kính này cực kỳ là đẹp, cực kỳ là thời trang luôn. Nam đeo cũng đẹp mà nữ đeo cũng đẹp nha. Cái nền nhà chưa đúng như Ngọc Hân ơi. Chưa có ai đúng cả mọi người nhanh tay comment và share livestream về trang cá nhân cầu bí bật mí đi em. Anh Hải Hoàng đã chia sẻ livestream cho anh ơi. Cái cửa chưa đúng nè, cái ca cũng chưa đúng, nóc cũng chưa đúng đây. Cái nhà nào cô là sao Ngọc Lan ơi? Nếu như câu hỏi quá dễ thì mọi người cần gì phải chơi mini game lên nhận quà đi cho rồi đúng không? Câu hỏi nó phải có nhiều đáp án thì mọi người mới đoán, mới có trò chơi. Chứ còn ví dụ mà dễ quá thì chơi mini game làm gì, thôi comment số điện thoại để Huyền gửi quà cho rồi. Cái dép chưa đúng nè, cái bồn cầu chưa đúng nha Lan ơi. Mọi người nhớ xem livestream vào 10 nhóm nha. Anh Tiến Ngọc là chưa có xem livestream nè. Anh Tiến Ngọc là chưa xem livestream là không được chơi mini game nha. Mọi người phải xem livestream vào 10 nhóm cầu một lần lên trang cá nhân. Rồi ok anh Hải Hoàng nha. Còn mấy từ chị ơi, có 4 từ nha Ngọc Hân ơi. Có 4 từ nha, chị cảm ơn Chí Công nha. Cái bếp cũng chưa đúng này Lai Nguyễn ơi. Cái bếp chưa đúng nha. Em chỉ chơi mini game trong vòng 10 phút thôi nha mọi người. Chỉ chơi trong vòng 5 phút nữa thôi. Mọi người nhanh tay comment đáp án đi ạ. Đoán nhiều vào, đoán càng nhiều thì càng cơ hội chúng càng cao thì có gì đâu. Mọi người phải xem livestream nha, bạn nào mà không xem livestream là không có được đâu. Mọi người mà không xem livestream là không có được đâu nha. Cái nền cũng chưa đúng này, cái tủ quần áo này chưa đúng này. À Thoang Huỳnh ơi, cái giường chưa đúng. Mọi người nhớ phải xem livestream và 10 nhóm cầu một lần lên trang cá nhân nha. Trang Thư ơi chưa đúng nha em. Mắm muối chưa đúng này, cái bàn ăn cơm chưa đúng. Cái này có 4 từ nha mọi người. Cái này là có 4 từ nha. Cái này có 4 từ nha mọi người. Chỉ 5 phút cuối cùng để chơi mini game thôi. Chỉ 5 phút cuối cùng để chơi mini game thôi này. Cái tình cũng chưa đúng, cái bóng đèn cũng chưa đúng nha. Mọi người ơi, mà Trang Thư ơi, xem livestream và 10 nhóm cầu một lần lên trang cá nhân để ở chế độ công khai mới được chơi mini game em nhá. Anh Triệu Sơn cũng vậy nè, không phải là vào chơi mini game là cứ vào 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 là comment đâu. Mọi người đã có rất là nhiều trường hợp mọi người tham gia mini game mà không chịu xem livestream, không chịu xem livestream là đến khi mà Huyền công bố kết quả mọi người sẽ không được nhận quà đâu nha. Cái cửa cũng chưa đúng nha Vô Tình ơi. Chân cũng chưa đúng này, cái nước cũng chưa đúng luôn, cái giường cũng chưa đúng. Cái này có 4 từ nha mọi người, không phải là 2 từ đâu ạ. Có 4 từ nha. Cái lược cũng chưa đúng nè, cái tách cũng chưa đúng luôn Lai Nguyễn ơi. Cái bàn thờ cũng chưa đúng nha Hoàn Bùi. Hoàn Bùi ơi, xem livestream mới được chơi mini game anh nha. Xem livestream vào 10 nhóm cầu một lần lên trang cá nhân mới được chơi nè. Cái lược chưa đúng, cái tivi chưa đúng. 4 từ mà mọi người, 4 từ mà.
cái cửa ra vô cũng chưa đúng luôn. Cái cửa ra vô cũng chưa đúng luôn. Cái nồi cơm điện chưa đúng. Cái lược chảy đầu cũng chưa đúng. Cái cổng cũng chưa đúng nha. Cái cửa ra vào chưa đúng mọi người ơi. Bây giờ là mấy giờ rồi? Cái chân cũng chưa đúng này. Cái chân cũng chưa đúng luôn. Bây giờ là 47 rồi, còn 3 phút cho mọi người chơi thôi nha. Còn 3 phút cho mọi người chơi thôi, nhanh tay cầm ban đi ạ. Xây livestream vào 10 của nhóm cậu một lần lên trang cá nhân này. Bạn nào chưa xây thì nhanh xây đi ạ. Bên em là sẽ có hệ thống kiểm tra. Nếu như mà mọi người không xây livestream thì sẽ không có quyền chơi mini game. Và nếu như mà có chơi cũng sẽ không được nhận quà đâu ạ. Nên là mọi người nếu như mà muốn may mắn thì mọi người phải siêng lên một chút, đó là xây livestream để thực hiện đủ các bước của mini game nha. Cái cây cột xạ cũng chưa đúng nè. Em cảm ơn Vô Tình đã khen ngực em đẹp nha. Điều đó thì ai nhìn vào cũng biết rồi. Rồi mọi người tiếp tục xây livestream vào 10 của nhóm và comment đáp án đi mọi người ơi. Cái bàn ăn cơm chưa có đúng nè anh Cường ơi. Cái bàn ăn cơm chưa có đúng. Rồi mọi người tiếp tục comment đi, cái gì nhà nào cũng có. Cái nồi cơm điện chưa có đúng nha Ngọc Hân ơi. 4 từ nha em, 4 từ nha. Cái chăn gối mềm chưa đúng nè. Cái chổi quét nhà cũng chưa đúng luôn. Hoa Huỳnh ơi, cái đầu chưa đúng nha Tâm ơi. TV chưa đúng nha Phương ơi. Phương Z chưa xây livestream nè, phải xây livestream nha em. Xây livestream vào 10 nhóm cộng một lần lên trang cá nhân mới được chơi mini game nha. Và mới được tính kết quả, và mọi người không xây là không được tính đâu. Cái chổi quét nhà chưa đúng, cái cây cột nhà cũng chưa đúng luôn. Nhanh tay cầm ăn đi mọi người ơi, cái gì nhà nào cũng có. Cái gì nhà nào cũng có đây mọi người. Cái gì nhà nào cũng có. Cái tủ quần nào chưa đúng, cái cửa chưa đúng nè. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn nhớ xây livestream nha. Anh Tuấn chưa có xây livestream là không có được chơi mini game đâu nè. Cái nhà chưa đúng nha Linh Lan ơi. Mọi người mà trả lời đúng mà không xây livestream thì cũng không có được nhận quà. 4 từ nha Triều Sơn ơi. 4 từ không phải là 4 chữ ạ, 4 từ. Em coi anh làm đúng cho em, anh chỉ cần xây livestream vào 10 của nhóm cộng một lần lên trang cá nhân. Chụp màn hình lại cho em. 4 từ không phải là 4 chữ nha Triều Sơn ơi. 4 từ ạ. Cái gia đình nhỏ là chưa đúng nha Phúc Phan ơi. Mà anh Phúc Phan chưa có xây livestream và chưa có được chơi mini game đâu nha. Xây vào 10 nhóm cộng một lần lên trang cá nhân nha. Cái giỏ sách tay cũng chưa đúng này anh Nguyễn Hữu Vẹn ơi. Thôi để em công bố để em bán hàng nha. Mọi người comment không có đúng gì hết trơn. Cái này có 4 từ, cái này các bạn của ngày hôm nay đó là bàn chải đánh răng nha. 4 từ này mọi người, bàn chải đánh răng. Vậy thì Huyền sẽ tặng quà cho bạn nào ngày hôm nay Huyền anh đặt mua kính xếp nhỏ nha. Anh Sơn comment cho Huyền là hai cái kính xếp cộng số này để Huyền chốt đơn nha. Anh không cầm ăn má cộng với số lại là Huyền không với. Ok, có rồi nè, có rồi. Rồi ok anh Sơn nha, Huyền chốt cho anh Sơn rồi. Phúc Phan ơi, Lan Nguyễn ơi, mọi người bây giờ cầm ăn cho Huyền là bàn chải đánh răng. Bàn chải đánh răng và trong vòng 1 phút, bây giờ Huyền sẽ ấn dây nha. 1 phút để dây livestream về trang cá nhân để chế độ công khai và cầm ăn. Bàn chải đánh răng Huyền sẽ lướt cầm ăn nha. Bạn nào may mắn nhận được quà đây. Bây giờ Huyền sẽ lướt cầm ăn nha. Một giây. Mọi người phải chia sẻ livestream về trang cá nhân nha. Bàn chải đánh răng, bàn chải đánh răng nha. Rồi 1 phút nha mọi người, 1 phút để mọi người xây livestream về trang cá nhân để ở chế độ công khai và comment bàn chải đánh răng. Sau đó Huyền sẽ lướt comment. Bạn nào mà không xây livestream trước khi Huyền công bố kết quả hoặc là xây sau á thì mọi người sẽ không có được nhận quà nha. Hệ thống bên Huyền sẽ kiểm tra nha mọi người, nên mọi người không được ăn gian nha. Bạn nào mà muốn được nhận quà thì phải xây livestream về trang cá nhân để ở chế độ công khai nha. Mọi người comment và xây livestream về trang cá nhân để ở chế độ công khai nha mọi người. Mọi người sẽ được nhận ngay một chiếc kính cao cấp bên Huyền có giá là 350.000. 350.000 một chiếc kính, nam đeo được, nữ đeo được. Đây là hãng kính Gucci, phù hợp full can bảo hành 3 tháng cho mọi người luôn. Không biết là ngày hôm nay bạn nào may mắn được nhận quà đây mọi người. Không biết là bạn nào sẽ được nhận quà đây ạ. Và được bảo hành 3 tháng như là bình thường nha. Không phải là quà tặng là không bảo hành cho mọi người đâu. Quà tặng nhưng vẫn bảo hành cho mọi người nè. Rồi ok hết giờ. Bây giờ em bắt đầu lướt comment nha. 5 4 3 2 1 Rồi, bạn Minh Châu Ngọc Hân nha. Hệ thống kiểm tra giùm em, bạn Minh Châu Ngọc Hân đã chia sẻ livestream chưa? Bạn Minh Châu Ngọc Hân nha mọi người.
Bạn Minh Châu Ngọc Vân đã may mắn nhận được quà này mà không biết bạn đã xem livestream chưa? Hệ thống kiểm tra từ Huyền là bạn đã xem livestream trước khi chưa nha? Anh đặt mua hai kính xếp chừng nào mới giao? Anh ơi. Hả? Trong vòng 3 ngày nha anh ơi, trong vòng 3 ngày là anh sẽ nhận được hàng nha. Rồi kiểm tra giùm em bạn Ngọc Hân nha. Tức là sẽ có nhân viên liên hệ anh Sơn. Anh Sơn ơi, sẽ tí nữa sẽ có nhân viên liên hệ cho anh để chốt đơn cho anh nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu bán hàng nè. Bây giờ mình bắt đầu bán hàng cho mọi người nè. Bây giờ mình sẽ lên mẫu kính đầu tiên là mẫu kính Huyền đang đeo. Mẫu kính vuông này nha mọi người, mẫu kính vuông này. Anh ở thành phố thì khoảng tầm trong vòng 2 ngày anh nhá. Trong Hồ Chí Minh thì 2 ngày. Trong thành phố Hồ Chí Minh là ngày hôm nay hoặc là ngày mai là anh sẽ được giao hàng anh nha. Rồi bây giờ mẫu kính Gucci này. Kính Gucci này nam đeo được, nữ đeo được, có giá là 350.000. Xây livestream về trang cá nhân mình chốt cho 10 người đầu tiên. Chỉ duy nhất 10 người xây livestream về trang cá nhân. Và comment cho Huyền mã của chiếc kính này là 5006. 5006 kính Gucci này nha mọi người. Cực kỳ là bền luôn. Riêng dòng này rớt cũng không có vỡ đâu nha mọi người. Trong kính này sẽ chống vỡ, chống chảy, chống xước cho mọi người luôn. Bảo vệ mắt cực kỳ là tốt. Kính Gucci full nộp full can rồi ok. Sơn cảm ơn anh nha. Full nộp full can bảo hành 3 tháng cho mọi người. Ở trong kính có dòng chữ Gucci full đen luôn nha mọi người. Ok Ngọc Hân. Có gì là em sẽ liên hệ với trang page của chị gửi cái phần mà em đã chia sẻ livestream để em nhận hàng nhận quà nha. Mọi người nhìn mặt kính này này, cực kỳ là đẹp luôn. Riêng về mặt kính này mọi người rơi hay là va chạm cũng không có vẻ đâu ạ. Nó cực kỳ là bền luôn nha. Phần gọc kính nó bằng nhựa và gọc to như thế này, có dòng chữ Gucci. Mọi người sẽ chốt đơn cho Huyền với mã chiếc kính Gucci này là 5006, full nộp full can bảo hành 3 tháng. Giao hàng toàn quốc, kiểm hàng mới thanh toán tiền. Trong thành phố Hồ Chí Minh phí ship 20.000, ngoài tỉnh là 30.000 nha. Cực kỳ là đẹp luôn. Riêng với dòng Gucci này thì mọi người biết nó cực kỳ là rất, mà giá nó thì cực kỳ là ok rồi. 350.000 xây live chỉ còn 180. 350.000 xây live stream sẽ mua được với giá là 180.000. Huyền chỉ chốt cho 10 người đầu tiên xây live stream về trang cá nhân thôi. 10 người đầu tiên xây live stream về trang cá nhân và comment mã cho Huyền là 5006 cộng số điện thoại. 350.000 xây live về trang cá nhân chỉ còn 180.000 một chiếc. Cực kỳ là đẹp luôn nha mọi người. Kính này nam đeo cũng được mà nữ đeo cũng được nha. Kính full đen luôn. Riêng về màu full đen thì nhìn nó cực kỳ là sang, đơn giản nhưng mà sang trọng nha mọi người. Nó full đen chỉ có một dòng chữ Gucci màu vàng ở đây thôi. Còn nữa là nó full đen luôn nha mọi người. Khi mọi người mua hàng Benelli thì mọi người sẽ được tặng kèm một chiếc hộp như thế này. Và khăn nha mọi người, được tặng kèm hộp và khăn. Mọi người mua hàng chỉ cần ở nhà thôi. Và bên em sẽ giao hàng tận nhà cho mọi người, không tốn thời gian của mọi người đâu ạ. Mọi người chỉ cần ở nhà và nhận hàng thôi nha. Bên em sẽ cho mọi người kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền. Nên là mọi người yên tâm. Bây giờ mọi người chốt đơn cho Huyền mã của chiếc kính này. Chiếc kính Gucci bao ngầu bao đẹp này. Nam đeo cũng đẹp, nữ đeo cũng đẹp. Làm mã là 5006 cộng số điện thoại. 350.000 xây like chỉ còn 180. 350.000 xây like chỉ còn 180 cho chiếc kính Gucci này nha. Mọi người thấy có đẹp không ạ? Nam đeo cũng đẹp và nữ đeo cũng đẹp nha. Nó full đen luôn. Full đen hết luôn nha mọi người. Nên là khi mà chúng ta mang màu đen lên thì nó cực kỳ là sang trọng luôn. Bạn nào chốt chiếc kính này thì cầm mắt cho Huyền mã là 5006 cộng số điện thoại này. 5006 cộng số điện thoại. 350.000 xây like chỉ còn 180. Rồi, bây giờ Huyền sẽ xây cho mọi người một mẫu nữa. Xây sập sàn cho mọi người luôn nha. Xây lên một mẫu cực kỳ là đẹp luôn. Riêng một mẫu này thì bên Huyền bán cực kỳ là chạy, đó là mẫu kính Boss này nha. Boss thì nó có hai màu là màu đen và màu trà. Màu đen và màu trà nha mọi người. Kính này cũng là kính Gucci luôn. Kính này có giá là 300.000. Nhưng mà Huyền sẽ xây cho mọi người, xây sập sàn cho mọi người luôn. Nên là bạn nào muốn mua thì nhanh tay xây livestream về trang cá nhân và comment mã của chiếc kính này. Chiếc kính này có mã là 2025. 2025 cho dòng Gucci hai màu, màu đen và màu trà, cực kỳ đẹp như thế này luôn nha. Nam đeo được, nữ đeo được, trong của nó cực kỳ là đẹp luôn. Trong đây là trong thủy tinh. Trong đây là trong thủy tinh hữu cơ, chống chảy, chống xước, chống vỡ cho mọi người luôn nha. Mọi người mang vào là chỉ có đẹp trở lên, cực kỳ là tốt luôn nè. Huyền mang màu đen cho mọi người xem nha. Đó. Rất là xinh luôn. Cái phần gọng kính của nó thiết kế cực kỳ là hiện đại, cực kỳ là trẻ trung năng động luôn nha. Phần trong kính có dòng chữ Gucci này mọi người. Màu đen này thì nó cực kỳ là chuẩn men rồi. Anh nam nào đeo cũng đẹp mà nữ đeo cũng đẹp. Nhưng mà nam đeo màu đen thì đẹp hơn. Còn nữ thì chúng ta nên lựa chọn màu trà này nha. Nữ thì chúng ta nên chọn cho mình màu trà này. Nó nhìn có vẻ là quyến rũ và nữ tính hơn là màu đen.
Mọi người chốt cho Huyền mã của chiếc kính này là 2025, 300.000 xây lai chỉ còn 149.000 một chiếc. Huyền chỉ chốt cho 10 người đầu tiên thôi nha. Chỉ chốt cho 10 người đầu tiên đặt mã 2025. 2025 cộng số điện thoại nha mọi người. 2025 bây giờ là 14:57. Huyền chỉ chốt cho đến là 15:05 là Huyền sẽ qua mẫu. Nên mà bạn nào muốn mua chiếc này thì nhanh tay xây livestream và comment cho Huyền mã của chiếc kính 2025 màu đen hoặc là màu trà nha. Kính Gucci full hộp full khăn cho mọi người luôn. Kính này có khả năng chống tia UV chuẩn 400 luôn nha mọi người. Chống tia UV chuẩn 400 nên là mọi người đi đường á, khi mà gặp nắng gặp bụi thì nó có khả năng bảo vệ mắt cực kỳ là tốt. Không, nó bảo vệ mắt khỏi ánh nắng mặt trời này, khỏi những chống mọi người chốt đơn cho Huyền mã của chiếc kính này là 2025 nha. 350.000 xây lai chỉ còn 149.000, 300.000 xây lai chỉ còn 149 thôi. Mẫu kính này thì bên Huyền bán cực kỳ là chạy luôn, về đợt nào là hết đợt đó nha mọi người. Riêng dòng này Huyền cam kết với mọi người không đẹp Huyền không lấy tiền luôn nha. Chỉ có 300.000 xây lai chỉ còn 149.000 cho một mẫu kính. Kính hãng Gucci nha mọi người. Kính này là kính hãng Gucci, kính chính hãng cho mọi người luôn. Mua hàng mọi người sẽ được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền nha mọi người. 300.000 xây lai chỉ còn 149 nha. Mọi người chốt đơn cho Huyền mẫu kính này, kính Gucci này 300.000 xây lai chỉ còn 149. Bây giờ Huyền chỉ chốt đơn cho mọi người trong vòng 5 phút cuối cùng. Chống tia UV chuẩn 400 luôn nha mọi người. Riêng về màu trà này mà nữ đeo thì đẹp hết đất luôn. Đi tiệc đi chơi, đi du lịch gì cũng mang được nha. Đi biển thì gọi là xinh, cực kỳ là xinh luôn. Mang thêm chiếc Messi, váy Messi xong rồi đeo chiếc kính này thì cực kỳ là đẹp như gái Hàn Quốc luôn nha mọi người. Đó, chống tia UV chuẩn 400 cho mọi người luôn nè. Cái này là chống tia UV chuẩn 400 luôn nha. Thì mang lên cho mọi người xem màu trà này. Ok, em chốt cho Văn Lợi một cái 2025. Mọi người ơi, chỉ 10 người thôi nha. Chỉ 10 người đầu tiên xem livestream về trang cá nhân đều ở chế độ công khai sẽ mua được với giá là 149.000. Màu trà cũng đẹp, màu đen cũng đẹp. Anh Văn Lợi ơi, anh Văn Lợi nhớ xem livestream về trang cá nhân nha. Hệ thống bên em sẽ kiểm tra mọi người phải xây mới mua được với giá là 149.000 nha. Em sale sập sàn cho mọi người rồi. Nên bạn nào chưa có kính hay muốn ring về cho mình em Gucci này thì nhanh tay cầm ơn má 2025. 2025 cộng với số điện thoại để chốt đơn nha mọi người. Màu đen và màu trà tùy chọn nha. Màu đen hoặc màu trà có hai màu cho mọi người lựa chọn luôn. Đen đeo vào thì cực kỳ là sang trọng, còn màu trà đeo vào thì cực kỳ là năng động và trẻ trung luôn. Màu trà thì nó nhìn trẻ trung hơn nha. Ok, em chốt cho Thu Hà 5006 này. Em chốt cho Thu Hà 5006 nha. Mọi người ơi, nhanh tay comment và share livestream nè. Thu Hà nhớ share livestream về trang cá nhân để chốt được với mã 5006 180.000 nha Hà ơi. Còn đối với dòng 2025 này, xây livestream sẽ mua được với giá 149.000. Huyền đảm bảo với mọi người luôn, không tìm ra đâu một nơi nào bán cho mọi người một chiếc kính đẹp như thế này, xịn như thế này mà còn bảo hành cho mọi người đến tận 3 tháng mà có giá là 149.000 đó ạ. Kính này ở thị trường bán từ 300 cho đến 400.000. Cái này là Huyền cam kết với mọi người luôn. Kính cực kỳ là xịn mà trong của nó chống trời chống sức nha. Có dòng chữ Gucci ở đây là hãng của chiếc kính này. Mua hàng bên Huyền sẽ được kèm tặng khăn và tặng hộp nha. Hộp của nó thì mọi người bao ngầu luôn. Cái hộp này mọi người thấy không? Hộp của nó là như thế này, cực kỳ là đẹp luôn này, cực kỳ là sang luôn. Chúng ta dùng chiếc hộp này để bảo quản kính của mình và tặng kèm một chiếc khăn lau để chúng ta lau bụi nữa ha. Đó, mua một chiếc kính được tặng kèm thêm cả khăn và hộp luôn. Mà giá của nó chỉ có 149.000. Bây giờ mọi người chốt đơn cho Huyền nha, chỉ 5 phút thôi. Huyền khi mà Huyền qua mẫu thì mọi người sẽ không chốt được về đơn là 149.000 nữa đâu nha. Mọi người nhanh tay chốt cho Huyền. Bây giờ Huyền chốt đơn tiếp cho mọi người trong vòng 3 phút cuối cùng. Màu trà Gucci mã là 2025. 2025 hoặc là màu đen. Màu trà này nữ đeo cực kỳ là đẹp luôn nha mọi người. Màu trà này nữ đeo thì cực kỳ là đẹp luôn. Anh nào mà có bà xã này hay là chị nào mà có ông xã nhá. Anh nào mà có bà xã, có ông xã thôi. Ok anh Văn Lợi, lát nữa bên Huyền sẽ gọi điện chốt đơn cho anh để anh gửi địa chỉ sau nhá. Riêng về màu đen và màu trà này Huyền đảm bảo với mọi người mang vào thì cực kỳ là đẹp luôn. Màu đen này thì nó đẹp theo cái kiểu là sang trọng, còn màu trà nó đẹp theo cái kiểu đó là trẻ trung. Đó, mọi người tùy chọn, tùy vào lứa tuổi. Ok, anh Văn Lợi nha.
Tùy vào lứa tuổi của mọi người hay là giới tính và cá tính của mọi người thì mọi người nên lựa chọn cho mình một chiếc kính phù hợp nha. Nếu như bạn nào thích cái sự trẻ trung năng động thì các bạn nên chọn cho mình chiếc kính màu trà này. Còn muốn lịch lãm sang trọng hay là mọi người hay mang đồ nhà nước hay mang đồ công sở, mọi người mang màu đen này nha. Có kính 50.000 không? Anh Sinh ơi, bên em không có kính 50.000 nha. Kính đó anh đi ra chợ đêm nha. Kính đó anh đi ra chợ đêm nha anh. Bên này sẽ bán những dòng cao cấp hơn. Là kính này có giá là 300.000, size like chỉ còn 149 nha. Mọi người nhìn thiết kế của chiếc kính này, màu trà nha mọi người nhìn này. Đó, cái phần gọng kính là có dòng chữ Gucci mà nó có thiết kế của nó cực kỳ là đẹp luôn. Kết hợp với màu đen nha. Và cái phần tròng kính của nó là tròng thủy tinh hữu cơ. Đó, khả năng chống chảy chống sức rất là cao. Gọng kính của nó, cầu kính của nó này cực kỳ là trẻ trung luôn, mẫu này thì cực kỳ là trẻ trung luôn nha. Chống tia UV chuẩn 400 luôn nha mọi người. Đây mình test lại cho mọi người xem thử này. Chống tia UV chuẩn 400 luôn nha. Nên là nó có khả năng bảo vệ mắt cực kỳ là tốt. Dòng kính nào mà chống tia UV chuẩn 400 là nó có khả năng bảo vệ mắt khỏi ánh nắng mặt trời, khỏi những tia sáng nha mọi người. Nên là không có miễn phí ship nha anh ơi. Nếu như ở trong thành phố Hồ Chí Minh là 20.000, còn ở ngoài tỉnh là 30.000 anh nhá. Nếu mà free ship mà còn size 50 cho mọi người nữa thì chắc tối nay em ăn mì tôm thôi. Mà không khéo là ngày mai là nhịn ăn luôn. Mọi người chốt đơn cho Huyền mã của chiếc kính Gucci này là 2025 nha. 2025 350.000, size like chỉ còn 149.000 một chiếc. Cực kỳ là đẹp, cực kỳ là xịn luôn. Nếu như nhận hàng mà không hài lòng thì qua đây tìm Huyền, Huyền đền tiền cho mọi người luôn nha. Dòng này là dòng cực kỳ là đẹp luôn. Riêng với mẫu này, màu trà nữa, nó cực kỳ là trẻ trung, cực kỳ là năng động luôn. Anh chị nào mà chưa có thì nên ring về cho mình một em này, không là sẽ tiếc lắm nè. À đúng rồi, Tùng ơi. À chị Trúc thứ hai mới like lại nhá. Chị Trúc có việc, nhà chị Trúc có việc nha. Kính màu trà này đi đêm cũng được nha anh Văn Lợi ơi. Màu trà này đi đêm được, còn màu đen thì không được nha. Màu trà này đi đêm vẫn được, còn màu đen thì không có được nè. Màu trà này bạn nữ nào mà chưa có thì mua về cho mình một em nha. Đi biển thì cực kỳ là xinh luôn. Cái này mà chúng ta phối hợp với váy dài Messi á, mà mang cái kính này là y như là gái Hàn Quốc luôn nha. Còn anh nam nào mà mang đồ bao ngầu bao đẹp mà đeo cái kính này lên nữa thì thôi chứ, gọi là đẹp trai hết đất luôn. Boy lạnh lùng by Cole. À, màu đen nha. Rồi bây giờ Huyền sẽ chuyển qua mẫu khác. Bạn nào chốt mẫu này nữa thì cầm ơn cho Huyền là 2025, đen hoặc là trà nha. Huyền qua mẫu mới nè. Bây giờ Huyền sẽ lên dòng kính cao cấp ở bên Huyền. Đó là dòng kính Factor. Mã của chiếc kính này là 8503. Mã của chiếc kính này là 8503 nha. Thiết kế của chiếc kính cực kỳ là đẹp luôn. Màu trà đi đêm được nha anh. Màu trà đi đêm được anh, còn màu đen thì không được nha. Màu trà đi đêm vẫn được, nên mà bạn nào mà muốn hay đi đêm thì mọi người mua màu trà nhá. Kính nó vừa có khả năng là chống bụi nè, chống nắng mà còn có khả năng là kính thời trang nữa. Đó, một cái mà 3 trong 1 luôn, 3 in 1 luôn, công dụng nha mọi người. Đó, phần gọng kính của chiếc kính 8503 này, mọi người nhìn thấy không? Ở đây có một phần cao su này, khi mà chúng ta mang vào á thì nó có cảm giác cực kỳ là êm tai. Gọng kính của nó có thể bẻ ra bẻ vào như thế này. Đó. Ở phía trong mặt kính được tráng một lớp nano, được tráng một lớp nano chống chảy chống sức nhá. Mọi người sẽ đặt hàng với mẫu chiếc kính này là 8503 nha. 8503 đây là dòng kính thể thao, bán cực kỳ là chạy bên Huyền và được rất là nhiều nam mua luôn. Dòng này là bán rất là chạy cho nam luôn. Phần này mọi người nhìn thấy cái hình viên đạn không? Rất là sang luôn. Đó, kết hợp với hình viên đạn ở phía cuối nhá. Ở trên mặt kính sẽ có dòng chữ Factor. Kính này là màu đen kết hợp với màu vàng, hai tông màu chủ đạo là màu đen và màu vàng nha. Hai màu này kết hợp với nhau thì cực kỳ là sang trọng luôn. Nam đeo cũng được mà nữ đeo cũng được. Đây là dòng kính cao cấp bên em có giá là 700.000. 700.000, sale trên về trang cá nhân. Chốt đơn cho Huyền bán là 8503, cộng số thật 300 sẽ được sale đến 350.000 nha. 700.000 sale chỉ còn 350 một chiếc thôi. Hộp của nó là như thế này. Bên Huyền sẽ phun hộp phun can bảo hành 3 tháng cho mọi người đối với dòng kính này luôn. Hộp của nó là hộp vuông, hộp hình chữ nhật như thế này nha. Ký hộp nhìn cái hộp là thấy sang chảnh rồi đúng không? Đây hộp của nó là như thế này nha mọi người. Ở phía trong có khăn lau. Đó ha, bụi vào là lau thôi. Đó. Khi mà đi đâu thì mọi người không dùng nữa thì mọi người sẽ gập kính và bỏ vào trong hộp nha. Hộp của nó là như thế này, bao sang chảnh luôn nha mọi người. Riêng với dòng Factor và dòng Plan bên em á là những dòng kính cực kỳ là hot rồi. Đây nha, Factor này. Hộp của nó như thế này nhá.
Bây giờ mình sẽ chốt mã kính 8503 này với giá sale 50% cho 5 người đầu tiên. Xe là team về trang cá nhân và cầm ơn Châu Huyền bán là 8503. 8503 nha. 8503 700.000, sale chỉ còn 350 một chiếc cho dòng kính xịn như thế này. Một chiếc kính thể thao nha mọi người. Cái này mà mang đi chơi hay là mang đi, ví dụ có hội anh em nào mà có dòng xe xịn hay là đi mô tô hay là gì, chúng ta mang kính này cũng đều đẹp nha. Hay kể cả chúng ta đi dạo không thôi, đi dạo không thôi để chống bụi chống nắng cũng đẹp nha. Bao là ngầu luôn. Kính này mà nam đeo thì đẹp, cực kỳ là đẹp luôn. Riêng Việt Nam mà đeo chiếc kính này thì bao sang như mọi người. Dòng kính Potter là dòng kính cực kỳ là sang luôn. Mà nữ vẫn có thể ké được nha. Bạn nữ nào mà cá tính á thì mọi người cũng có thể mang theo dòng Potter này được luôn nha. Trong này là trong bolero nha mọi người. Trong này là trong bolero, phía trong được tráng một lớp nano nè. Đó. Và cái phần gọng kính của nó cực kỳ là khác biệt so với những phần gọng kính khác nha. Gọng kính bình thường là nó như thế này, nó không có bẻ ra được. Nhưng mà đối với dòng 8530 này á, nó bẻ được nha mọi người. Bẻ ra mà không được gãy luôn. Đó. Mọi người ơi, ai còn ở trong livestream mọi người comment cho Huyền thấy mọi người. Em nói cho cái đó mà. Thú vị nha, hãy mong thấy lên bảo nó mình sợ cái chuyện. Mọi người ơi, mọi người comment cho Huyền bảo chiếc kính này là 8503 nha. Cái này em dài mấy năm rồi. Em không đổi mũi son. Mua ở ngoài có 2 lít. Mua cái gì ở ngoài 2 lít anh ơi? Dòng 8503 này em cam kết với anh không ở nơi nào anh mua được với giá 2 lít đâu nha. Nếu như là 2 lít thì anh muốn mua đến cái loại hàng thứ N rồi. Bây giờ mình chuyển qua một mẫu này. Mẫu này là mẫu Lacoste nha. Mẫu Lacoste này thì có 2 màu. Đó là màu rêu đậm và màu đen, full đen và màu rêu đậm nha. Riêng màu mẫu kính này thì bên Huyền bán cực kỳ là chạy luôn. Nam đeo được, nữ cũng đeo được. Như mẫu kính màu rêu này là cực kỳ là hot đẹp. Bởi vì cái trong của nó không quá to. Khi mà chúng ta mang vào mặt á thì nhìn nó. Kính bất chơi em vừa nói ấy. Đâu, bên nào bán 2 lít đâu anh mua dùm em với. Chị Túc hôm nay có việc bận nên em like dùm nha anh Quý Nghĩa ơi. Mọi người nhìn thiết kế của chiếc kính này cực kỳ là đẹp luôn nha. Trong kính của nó sẽ bé hơn so với những trong kính khác, nên là khi mang lên nhìn mặt của chúng ta cực kỳ là gọn luôn nha. Có hai màu là màu đen và màu rêu. Màu rêu cũng đẹp mà màu đen cũng đẹp. Màu rêu này thì nhìn nó lạ và độc hơn nha. Còn màu đen thì nó nhìn sang trọng hơn. Cái phần trong kính của nó chỉ đến một nửa như thế này thôi nha. Phần mặt trong kính sẽ có dòng chữ Lacoste và biểu tượng con cá sấu, là biểu tượng của hãng kính, là kính Lacoste nha. Hộp của nó cũng cực. Khi mọi người mua kính Lacoste thì mọi người sẽ được tặng kèm một chiếc hộp như thế này. Sẽ được tặng kèm một chiếc hộp da như thế này nha. Đó, hoặc được tặng kèm khăn luôn. Ô, anh Quý có kính chưa có kính thì mua kính ủng hộ cho Huyền nha. Đây nha mọi người, đối với màu kính Lacoste này thì chỉ có hai màu duy nhất, màu full đen hoặc là màu rêu. Màu rêu này thì nó kết hợp với gọng kính là màu vàng nhá. Riêng với màu đeo này, nữ đeo thì cực kỳ là đẹp luôn. Nam đeo được, nữ đeo được nha. Màu đen này thì nó đẹp theo cái kiểu là sang trọng. Còn màu đeo thì nó đẹp theo cái kiểu là lạ nha mọi người. Nó rất là lạ luôn kính, bởi vì bình thường là chỉ có màu trà với màu đen thôi. Mà dòng này là nó có tận màu đeo này. Màu đeo mà còn kết hợp với màu vàng nữa. Đó, bao đẹp bao ngầu cho mọi người luôn. Phần gọng kính của nó là bằng nhựa nha. Cực kỳ là đẹp nha mọi người. Đó, mọi người nhìn nha. Đây ha. Giá, anh Quý ơi, chiếc kính này có giá là 300.000. Xe live stream về trang cá nhân mua với giá là 149 nha. Anh Quý lấy một cái màu đen mẫu này đi. Mẫu này đẹp lắm luôn anh Quý. Bên đây mình sẽ tặng kèm khăn với lại hộp cho anh Quý luôn nha. Dòng này là dòng Lacoste, biểu tượng là con cá sấu nè. Đó. Với lại cái phần mã của chiếc kính này là, mã của chiếc kính này là 8301 nha. Mã của chiếc kính này là 8301, 300.000, xe la chỉ còn 150. Đây Huyền đeo màu đen cho anh xem này. Màu đen này mà anh, bạn nam nào mà đeo màu này cũng đẹp nha. Màu này là riêng là sinh ra là để dành cho các anh luôn. Nữ đeo cũng đẹp nhưng mà không bao giờ đẹp bằng nam. Nữ thì nên đeo màu rêu hơn. Còn nam thì chúng ta sẽ chọn cho mình màu đen để nó toát lên được cái sự sang trọng nhá. Đó, mọi người nhìn thấy không? Nhìn cực kỳ là gọn luôn. Mẫu kính này mang lên mặt nhìn rất là gọn, bởi vì cái phần trong kính của nó không quá to. Đeo lên mặt là nhìn cực kỳ là gọn luôn nha. Anh Quý lấy mẫu này đi, cực kỳ là đẹp nha. Mẫu này thì mọi người chốt đơn cho Huyền là 8301.
8301 300 ngàn, xây la chỉ còn 149 ngàn một chiếc nhá. 300 ngàn xây chỉ còn 149 ngàn đây nha. Trong đây là trong thủy tinh hữu cơ chống trầy chống sức cho mọi người luôn nè. Nó có khả năng chống tiêu UV chuẩn 400. Đây mình sẽ cho mọi người xem nhé. Chống tiêu UV chuẩn 400 luôn nè. Đây nha mọi người nhìn nha. Nên nó có khả năng bảo vệ mắt cực kỳ là tốt luôn. Nếu như mà kính này mà không bảo vệ mắt á, qua đây mình đền tiền cho mọi người, không như mình nói là qua đây mình đền tiền cho nha. Riêng về dòng L, à riêng về dòng Lacoste này thì Viên đảm bảo với mọi người giá của nó là giá trung nhưng xài cực kỳ là bền luôn. Một chiếc kính như thế này chúng ta xài 3-4 năm nó cũng chưa hư nữa. 3-4 năm nó vẫn xài tốt nha mọi người. Cực kỳ là đẹp luôn ha. Mọi người đi đâu hết trơn được trời. Giá kìa. Quý nghĩa em nói giá. Em trả lời rồi. Không có ai. Hồi sáng em like cũng có 88 được chia sẻ. Ừ. Làm chốt được nhiều. 88 số. Có thể không chốt được gì nhưng ờ. Chắc ca kiều. Chắc ca kiều. Chả 4 nữa là ái nhẹ. Ừ. Hello mọi người ơi. Bây giờ Huyền, bạn nào mà chốt mẫu kính 8301 này, 8301 này thì comment cho mini game đi chị. Mini game nãy chị chơi rồi em ơi. Nãy chị chơi rồi nè. Nãy chị chơi rồi nha. Mọi người chốt cho Huyền mã của chiếc kính này, mã của chiếc kính Lacoste này. Dòng Lacoste này thì mọi người nhớ dùm Huyền là có hai màu nha. Rồi bây giờ Huyền sẽ sale kính cho mọi người. Sale kính 99 ngàn. Xây thật dài cho mọi người một kính 300 ngàn, xem chỉ còn 99 ngàn cho mọi người nha. Bây giờ mình sẽ lên mẫu kính sale up 99 ngàn một chiếc đẹp. Mọi người phải xem live stream về trang cá nhân nha. Đầu tiên đó là dòng kính Chanel này. Đó, kính này chính. Lúc nào đây vậy? Đấy là 149 ạ. Chơi nữa đi em, không vào kịp. Ôi giờ chơi, có ai chơi đâu em. Mai nha. Mai nha em. Rồi bây giờ chị sẽ sale kính 99 ngàn cho mọi người nè. Ngày mai nha Hoài Bảo ơi. Bây giờ mình sẽ sale kính mắt mèo cho mọi người. Kính này 300 ngàn sale chỉ còn 99 ngàn một chiếc. Kính này thì có hai màu. Hai màu là màu đen và màu trà nha. Màu đen và màu trà nha mọi người. Mẫu kính này cực kỳ là xinh luôn. Bạn nào mà đang trẻ, đang tin tin thì nên mua cho mình em này. 99 ngàn chỉ sale sập sàn cho mọi người luôn. Mã của chiếc kính này là 302. 302 99 ngàn một chiếc nha. 302 99 ngàn một chiếc. Ngày mai chơi nha em. Bởi vì bây giờ livestream chỉ chẳng còn ai cả. Chỉ còn có mình chị với em thôi. Nên là chị không có chơi mini game được. Mọi người comment cho Huyền mã của chiếc kính này là 302 nha. 302 nha mọi người. Chị trúng mini game giờ làm gì? Chị ơi, chị chụp cái phần chị đã chia sẻ livestream và 10 hội nhóm cầu một lần lên trang cá nhân. Và in gửi vào inbox bên em nhá, gửi vào tin nhắn phần pay em đang like. Bên em sẽ có nhân viên check tin nhắn của chị và gửi hàng tặng quà cho chị nhá. Rồi mọi người ơi, bây giờ mọi người comment cho Huyền mã của chiếc kính này 99 ngàn là 302 nha. 302 nha mọi người, 302 cho mẫu kính cực kỳ là đẹp như thế này. Mẫu kính này là dành cho những bạn nào mà tin hơn, trẻ trung thì mọi người mua chiếc kính này nha. Có hai màu, 300 ngàn, Huyền sale chỉ còn 99 ngàn một chiếc. 99 ngàn một chiếc nha mọi người. Chị ăn gì mà đáng yêu thế, chị cảm ơn Sơn nha. Cảm ơn Sơn, mà Sơn hình như chưa mua kính ủng hộ cho chị đúng không? Mua một chiếc kính này tặng cho người yêu, cho bạn gái của mình thì cực kỳ là xinh, cực kỳ là dễ thương luôn nè. Món quà này thì cực kỳ là dễ thương luôn. Đó, có hai màu cho mọi người chọn nha. Màu đen và màu trà. Hai màu này thì cực kỳ là hot trong dòng kính rồi. Mà cái màu này là dòng kính này là 300 ngàn, chị sẽ chỉ còn 99 ngàn nha.
Rồi, chị sẽ lên một mẫu kính nữa, đó là kính Lacoste này. Lacoste này là kính này thì có giá là 300 ngàn, sale còn 99 ngàn cho dòng Lacoste tròng vuông nha, tròng này là tròng vuông nha. Rất là đẹp luôn. Kính người yêu em nó toàn mua mất 2-3 tháng lương của em thôi. Làm gì mà mua kính mấy triệu ghê vậy? Anh kêu mua kính mấy triệu làm gì? Đúng không? Đúng rồi. Mọi người chốt đơn cho Huyền mã của chiếc kính Lacoste này là mã của chiếc kính này là 2501, 2501, 300 ngàn sale chỉ còn 99 ngàn. Hình như kính này chỉ còn màu trà thôi nha. Kính này chỉ còn màu trà thôi. Đây nha mọi người, màu chè nha. Không có ai chứ ở cái dream không? Còn 200 live stream nữa không mọi người ơi? Mọi người còn trong live stream, mọi người comment cho Huyền một tiếng thôi nè. Buồn quá, buồn luôn á. Chị té này lên cho Sơn Nguyễn coi. Ủa, hỏi hả? Kính kính à, kính thuê ban này à? Sơn Blue hả? Sơn Nguyễn hồi nãy là anh Sơn ơi, kính gấp đây anh. Hai màu à? Màu đen với lại màu trà. Đây anh nha. Màu trà tổng hợp đi. Màu đen với màu trà nha. Kính gấp đây, anh mua hai cái này đúng không? Để chốt rồi giờ giơ lên tiếp hả? Ờ, giơ lên trả cho. Ừ. Rồi nha, Huyền sẽ giơ màu trà với màu đen lên cho anh này. Riêng một dòng Ray-Ban này thì là kính gấp nha mọi người. Kính gấp này cực kỳ là xịn luôn. Anh Sơn ơi, anh còn ở trong livestream để anh nhìn nha. Đây có hai màu này, màu đen và màu trà nha. Hãng này là hãng Ray-Ban. Kính dạng này là dạng gấp nha, đó. Gấp như thế này nha. Anh mua hai cái này Huyền sẽ free ship cho anh nha. Hóa đơn trên 500 ngàn là sẽ được free ship này. Cái này là xanh đen. Cái này là màu xanh đen nha, không phải là đen nháy mà nó là xanh đen. Xanh đen nhưng mà là màu đen nghiêng nhiều hơn. Đen nghiêng nhiều hơn màu xanh nha, cực kỳ là đẹp luôn. Đó, hãng này là hãng Ray-Ban nha. Còn cái này là màu trà. Màu nâu nha. Anh Sơn còn ở trong live không? Đồ ok, Sơn ok, chốt rồi. Ok anh Sơn nè, em chốt cái này là còn hai cái cuối cùng rồi đó. Hết rồi, dòng kính gấp này bên em hết rồi. Rồi nha mọi người, chị, anh chị mua người em có bán không? Anh Tuấn ơi, Huyền chỉ bán kính như Huyền không có bán người anh ơi. Sao anh Sơn? Ok anh Sơn này, Huyền chốt cho anh Sơn rồi nha. Mình chốt cho anh Sơn rồi nè. Rồi, có bạn nữ nào mua kính không? Mọi người trong like, mọi người comment lên cho Huyền nha. Rồi Huyền sẽ lên một dòng cuối cùng, đó là dòng kính Potter tròng vuông. Tròng vuông này nha mọi người, tròng này thì nó có mã là 8819 này. Dòng này là dòng kính tròng vuông. Riêng với cái tròng vuông này á thì nó sẽ có cảm giác đó là ngầu hơn, nhìn như là xã hội đen luôn đúng không mọi người. Dòng này cũng là dòng Potter, cực kỳ là đẹp, cực kỳ là xịn luôn. Đây là những dòng về riêng với dòng Potter là những dòng kính thể thao nha. Ở phía trong được tráng một lớp nano chống chảy chống sức cho mọi người. Cọc kính của nó là kết hợp một phần gỗ ép này, kết hợp gỗ ép và cái phần này khi mà chúng ta mang lại là không đau tay đâu. Đó, Huyền mang cho mọi người xem. Cầu kính là hai cầu kính ngang kết hợp giữa màu đen và màu vàng. Màu đen và màu vàng của tròng kính thì có dòng chữ Potter như thế này nha mọi người. Tròng này là tròng Bolero. Tròng này là tròng Bolero nha. Kính này có giá là 700 ngàn. Huyền sẽ sale cho mọi người với giá là 350 một chiếc cho 3 người. Sale live stream thôi nha. Bởi vì dòng này là dòng mới nên Huyền không có sale nhiều được. Chỉ sale cho 3 người thôi nha. 3 người chốt mã của chiếc kính này là 8819, 350 ngàn nha. 700 ngàn sale live stream chỉ còn 350 nha. Tròng kính là tròng vuông như thế này. Đó, mang vào là cực kỳ là ngầu luôn. Mẫu này thì nó nhìn ngầu, còn mẫu tròng tròn nhìn nó sang, còn mẫu này thì nhìn nó bảnh, nó ngầu nha. Mẫu này thì nam tính. À, Sơn Nguyễn Thanh, cái này bị chạy rồi. Kêu anh đóng vào một chạy. Bị chạy hết một cái. Anh Sơn ơi, anh Sơn lấy hai cái màu trà được không? Bởi vì cái màu xanh đen này nó bị chảy một chút rồi. Nó mới chảy một chút mà cái mẫu này bên em hết rồi, chỉ còn hai cái màu trà. Còn một cái màu xanh đen.
hai cái màu xanh hay là hai cái một cái màu tràm, một cái màu xanh? Hai cái màu xanh. Anh Sơn ơi, bây giờ anh Sơn lấy một cái màu tràm, một cái màu xanh được không? Bởi vì còn hai cái màu tràm nhưng mà một... ok. Đâu phải, ok chưa? Rồi. Anh ấy, ok nha. Mọi người ơi, chắc không ai xem được ok stream này. Không có view luôn á. Mọi người ơi, chắc mình là ở live stream đây. Bye bye mọi người nha.